điều kiện tiên quyết là bạn có thể làm việc online. Làm ơn hãy thực sự giỏi một kỹ năng nào đó và đóng gói được kỹ năng đó thành những sản phẩm có thể phục vụ cho khách hàng của bạn. Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là Diệu ơi, anh chị em rất muốn làm việc online và kiếm thêm thu nhập online thì không biết là Diệu có thể giúp đỡ được hay không. Diệu muốn giúp Diệu lắm, nhưng mà đến khi mình hỏi á là anh chị có kỹ năng nào để có thể làm việc online, em là sinh viên mới ra trường, cái gì em cũng làm được chút chút. Anh có kinh nghiệm quản lý vật liệu xây dựng, anh có kinh nghiệm giao dịch bất động sản, cái gì cũng được hết rồi. Ủa, làm cái gì cũng được là sao? Một ngờ cho chín còn hơn 9 ngờ. Bạn cần phải nghiên cứu và xác định rõ được công việc nào mà bạn cảm thấy phù hợp và mong muốn làm công việc đó, và hãy nghiên cứu là những kỹ năng cần thiết liên quan để có thể làm công việc đó, rồi từ đó phát triển cái kỹ năng của mình lên. Sau đó tạo portfolio cho mình, giống như những bạn editor đang làm việc với mình thì bạn có cả website, showreel, thì lúc đó mình mới biết được là ok, kỹ năng của bạn phù hợp với công việc gì và có thể giới thiệu công việc phù hợp cho bạn, đúng không? Không có tiền nào dễ kiếm, nhưng bạn phải biết bạn muốn kiếm lại tiền nào và kỹ năng nào để kiếm được tiền đó.